Henry tội nghiệp, trông cậu buồn đến nỗi không làm trò được. Giá như tôi biết ngôn ngữ của cậu, thì tôi sẽ biết điều gì ngăn cậu. Tích tắc, tích tắc. Cậu nghe chứ? Gần đến giờ thất bại của cậu rồi. Con yêu đến giờ đi ngủ rồi. Con đến đây. Chỉ còn một tiếng nữa. Cố lên, làm hết sức đi. Mình cần siêu năng lực. Một nửa sức mạnh vẫn tốt hơn là không có gì. Xin lỗi anh, nhưng em làm vì mục đích tốt. Bằng sức mạnh của quyền trượng phép thuật, tôi triệu hồi sức mạnh giao tiếp với động vật. Bánh Henry, giờ cậu hiểu tôi nói chưa? Vậy nghĩa là có hay không? Sao mình lại hành động như chuột hamster? Có lẽ mình không thể nói chuyện với động vật bằng một nửa sức mạnh, nhưng mình có thể hành động giống chúng. Mình cần toàn bộ siêu năng lực. Phải đi tìm anh Mâu thôi.